Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hơn nữa phong trào chơi golf tại Việt Nam, đồng thời nâng cao trình độ cho các tay golf trẻ, giải Golf Blue Label Trophy 2012 đã được tổ chức tại sân golf Chí Linh, Hải Dương vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Giải Golf Blue Label Trophy là giải đấu uy tín dành cho các hội viên của câu lạc bộ golf Chí Linh và một số golfer nước ngoài tham dự. Ngay trước khi cuộc đấu tranh tài diễn ra, các tay golf nghiệp dư đã được giao lưu và thưởng thức với các cú đánh ngoạn mục đầy kỹ thuật của golf thủ nổi tiếng người Mỹ George Olson với những cú đánh bóng xa kỷ lục. Tôi rất mừng khi đến đất nước Việt Nam xinh đẹp để quảng bá và phát triển môn thể thao còn khá mới ở đất nước các bạn. Tôi được biết Việt Nam có rất nhiều sân golf đẹp và đó chính là tiềm năng để thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này. Tại đây, tôi tìm thấy sự đam mê, tìm tòi và học hỏi của các tay golf nghiệp dư Việt Nam. Các bạn cần rất nhiều thời gian để phát triển golf chuyên nghiệp và kỳ vọng sẽ có được những golfer top hàng đầu thế giới. Là một trong những sân golf đẹp và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, lần đầu tiên sân golf Chí Linh Hải Dương vinh dự được Blue Label Trophy mang hơi thở sống động đến mảnh đất này, đồng thời được chọn là một trong ba địa điểm lý tưởng để các tay golf phong trào có dịp thử sức và phát triển tài năng của mình, cùng với hai địa điểm nữa là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là giải đấu nhằm mục đích gây quỹ không ngừng bước tới với mong muốn hỗ trợ cho các tài năng golf trẻ của Việt Nam. Oh, that's perfect.